Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2020, tỉnh Thái Nguyên có 18 dự án FDI được cấp giấy chứng nhận đầu tư mới với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 352 triệu đô la Mỹ. So với cùng kỳ năm 2019, số lượng dự án FDI cấp mới tương đương, tuy nhiên số vốn đăng ký giảm hơn 9,6 triệu đô la Mỹ. Tính lũy kế đến hết tháng 12, trên địa bàn tỉnh hiện có 163 dự án FDI được cấp phép đăng ký và còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký trên 8,5 tỷ đô la Mỹ để tiếp tục thu hút các dự án nói chung dự án fdi nói riêng tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh cải thiện môi trường đầu tư hoàn thiện hạ tầng các khu cụm công nghiệp hạ tầng giao thông trên địa bàn